Hello, xin chào các bạn. Hello. Mình các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Đây là kênh Cô Nhân. Rồi, không có nói nhiều nữa. Video hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một trận thi đấu súng nớp nha. Dành cho đây là sơ. Có bu. Khang tân đập. Em biết mà mơ. Tẩy. Tẩy mập. Rồi ha, nhưng mà lần này thi đấu là khác với mọi lần nha. Mọi lần là chia đội đúng không? Ừ. Dạ. Lần này là hỗn chiến luôn. Ừ. Ok. Mỗi ba. Ốc bu. Rồi ốc bu, chọn súng đi. Cây nào? Cây nào mình cũng nhớ lại hết. Cây này hả? Bu. Chắc chưa? Chắc. Rồi cây này thì băng đạn đó là băng đạn này. Cầm luôn. Trời. Rồi giữ nha. Người tiếp theo. Sơn. Sơn. Nào, nào thì cầm cái đây đó. Dây đạn ở đâu? Ở trong cái này nè. Người tiếp theo. Tẩy mập. Anh em có. Ê. Cây nào? Sao nó ngắn vậy? Rồi, tôi tên sẽ hết 50. Đúng rồi. Cái dây lần trước là 50 viên nha các bạn. Cái đó là dây đó là mình sửa lại rồi. Rồi tăng người cuối cùng, chỉ còn có cây Mega Master Dan. Đúng nè ông người. Khẩu súng khủng nhất trong vòng Mega. Rồi, ở đây có hai thanh gom nha các bạn. Hai cái thanh gom này thì hết đạn thì sử dụng tới hai cây này ha, chứ không có đấm đá gì ha. Nghe nó thô bỉ lắm. Mình chỉ sử dụng gom thôi. Chỉ một cây súng mini này, cây súng nhỏ này cũng dành cho trường hợp hết đạn luôn, để chính giữa chung với kiếm này luôn ha. Ai nhanh nhẹn thì người đó lên lấy cây này, rồi làm chủ tình thế thôi. Lúc mà hết đạn rồi thì cây này là vô địch. Ok. Rồi bây giờ nạp đạn đi. Xong rồi. Ô đổi giống anh. Xong rồi hả, nhanh vậy? Đổi cái gì? Bóc rồi làm sao mà đổi lại? Nạp đạn đi. Nạp sao ba? Mình ship. Đảo bằng đạn ra. Biết. Rồi chuẩn bị xong hết chưa? Rồi. Có bu cầm cái súng này nổi không? Nổi. Cầm một tay này cứ nhấp thế giới. Nổi hả? Cái súng này khá là nặng nha. Nhẹ hả? Rồi bây giờ bắt đầu mỗi một người là được một cục này để nấp nha. Hỗn chiến, người nào cuối cùng thì người đó chiến thắng. Rồi bây giờ dời mấy cục này ra ngoài này. Rồi bây giờ mỗi người chọn cho mình một vị trí đi. Có 4 vị trí. Xong chưa? Lẹ lên. Kê biến này. Ác độc đi. Anh em. Đây là chỗ duy nhất để nấp nha các bạn. Rồi cẩn thận nha, chỉ một người duy nhất là thắng thôi nha. Ba chặng, người nào thắng ba chặng thì người đó chiến thắng. Chỉ có người nhất thôi nha. Hai trận thắng. Hiệp đấu thứ nhất bắt đầu. Tăng lại, tăng lại. Không mua hết đạn có thể gì vậy. Rồi tỷ là người chiến thắng hiệp đầu tiên. Ủa tăng sơn lội hồi nào vậy? Bu nói nè không biết đâu. Băng chung cây đó đó của sơn. Dạ. Còn tăng bị ai giết? Bắn ngay lưng. Bị ốc bu luôn hả? Bắn ngay lưng. Định lấy cây súng rồi. Bu lợi hại vậy? Định lấy cây súng ra bị tỷ quýnh luôn. Rồi nạp đạn chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Tỷ thắng hiệp đầu tiên nha. Xong chưa? Rồi. Hiệp đấu tiếp theo tự chọn vị trí đi, nhanh lên. Ở đây là mình chết rồi. Tẩy. Xong chưa? Sẵn sàng chưa? Khoan. Hiệp đấu thứ hai bắt đầu. Ốc bu lại. Sơn lại. Ôi, anh em ơi. Ai đúng? Trúng hả? Rồi, tỷ 2C. Thầy quá. 2-0, dẫn trước 2-0 luôn. 5 thắng đúng không? 3 thắng. 5 đi. Không. 3.
Đặc quá. Rồi nạp đạn chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo. À, kết thúc hai hiệp đấu. Tỷ mở đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Quá tuyệt vời. Do chúng tôi yêu đi. À, cây Titan CS 50 này đóng góp cũng khá nhiều tỷ lệ thắng. Rồi bây giờ hiệp đấu thứ ba nha. Mấy đứa cố gắng giết tỷ đầu tiên, đừng cho nó thắng. Như vậy trận đấu nó mới hấp dẫn được ha. Sẵn sàng chưa? Hấp bu tỷ kìa. Hiệp đấu thứ ba bắt đầu. Tỷ lại, tỷ lại. Hấp bu lại. Dính, dính chưa? Chưa, chưa đâu, bắn đi. Từ từ thôi. Rồi, Sơn chiến thắng hiệp đấu thứ ba, hay quá. Nhưng mà sao tại sao lại giục cái súng của cô nhân muốn banh ta lông vậy? Không biết nữa. Không sao, nhưng mà hay quá. Rồi. Bung nắp luôn rồi. Lụm đạn chuẩn bị cho hiệp đấu thứ tư. Bung nắp luôn rồi kìa. Rồi ha, để mình quy định lại ha, quy định lực chơi lại. Ai mà muốn lụm cây súng hoặc là cây kiếm thì phải bỏ cây súng này, bỏ cây súng chính của mình trên một trong bốn cái thùng này thì mới được lụm nha. Còn thôi là không được lụm nó, chứ đẩy nhường Sơn này nó quăng thấy thương cái cây súng của mình luôn. Ok, rồi bây giờ chọn vị trí. Ba hiệp rồi, tỷ hai hiệp, Sơn một hiệp, ấp bù với anh Tăng là không. Hiệp đấu thứ tư bắt đầu. Tẩy lại, tẩy lại. Tẩy lại. Ông bu chết rồi, ông bu chết rồi, chỉ còn Sơn, Sơn với Tăng. Tăng lại, tăng lại. Tăng lại rồi, trúng dây rồi. Chính xác. Chú thấy, chú thấy, chính chúng chơi trúng dây rồi, chính xác, không có gì chạy hết á. Rồi vậy là kết thúc trận đấu tư, Sơn thắng. Yeah. Trúng dây, trúng dây của Tăng, thấy viên đạn từng từ dây ra mà, chính xác. Rồi. Lụm đạn. Hiệp đấu thứ năm. Ủa tỷ chưa bắn được viên nào nữa sao không nạp đạn vậy? Đừng nạp căng hả? Nhanh vậy? Vậy là hiệp nãy anh tỷ... Trời ơi! Vậy là hiệp đó nãy anh tỷ nó không kịp bắn được viên đạn nào luôn nha các bạn. Đó mà. Rất là xuất sắc. Thôi mà mới vừa bắn ra nãy, đừng ăn gian. Rồi hiệp đấu thứ 5, chuẩn bị. Chọn vị trí. Ui kìa mày. Không, tôi ghim mày nãy giờ, mày lo. À, Sơn đang dẫn trước hai hiệp. Tỷ hai hiệp, Tăng không, ốc bu không. Ốc bu với anh Tăng cố gắng lên nha. Hiệp đấu thứ năm bắt đầu. Ốc bu lại, ốc bu lại. Chưa đâu, tiếp đi, tiếp đi. À, chưa được, chưa được. Đặt súng lên nậu, đặt súng lên lên nậu. Đặt súng này lên nậu rồi mới được lấy súng. Kẹt đạn rồi hả? Tự xử lý. Đó kìa. Ê, đặt súng lên nụ, một trong bốn nụ, nãy giao rồi, nhanh lên. Đừng có gấp. Xây ổ đạn. Chưa, trúng súng chưa. Chưa. Rồi, chết, trúng rồi. Hay quá, toàn hay quá. Xuất sắc. Hiệp đấu căng thẳng, cũng tấu hài nữa. Yeah, anh đường chậm ơi. Rồi như vậy là hiệp này Tăng chiến thắng nha, lẫm đạn. Rồi sau 5 vòng đấu, Sơn Giang dẫn trước 2-0. Xong rồi tới tỷ 2-0. Tăng 1, ốc bu 0. Ốc bu cố gắng lên nha. 2-2-1. Hiệp này cố gắng giết Sơn với tỷ. Xong rồi quay qua giết Tăng hay ốc bu. Rồi tìm vị trí cho mình. Hiệp đấu thứ 6. Dục súng lên tay khỏi chơi luôn. Trận đấu bắt đầu. Tẩy lại. Ui, nữa ai? Nữa đi thầy sửa. Chưa, Sơn chưa được. Rồi Sơn lại, còn ốc bu với anh Tăng. Rồi, ốc bu lại. Tăng hay quá, Tăng chiến thắng thì đó thứ 6. Chiến thắng
ghe. Video này dài rồi. À, cầm mày ra bắn vô mắt cái bớt. Rồi. Tẩy bị chú hít sọt từ tăng. Hai người nó yếu. Rồi sao 6 vòng đấu. Tỷ 2, Sơn 2, Tăng 2, Áo Bu 0. Đây là hiệp đấu cực kỳ quan trọng nha. 1 hay 3? Sơn, chọn vị trí trước đi. Sơn, như cũ Sơn ơi. Rồi, hiệp đấu quan trọng thì người nào chọn vị trí tiếp theo rất là quan trọng nha. Thấy coi vậy chứ, cái vị trí nó cũng quan trọng lắm đó nha. Tiếp theo, Tăng. Chọn con xanh. Rồi, rồi, tốt. Tiếp theo, Tẩy. Nhân cho cũ. Rồi, Áo Bu ra ngoài kia. Hiệp đó quyết định coi có thể trận này là quyết định ai là người đứng nhất luôn nè. 1, 2, 3. Áo Bu lại. Áo Bu lại mà. Áo Bu lại, Áo Bu lại. Áo Bu lại rồi, Áo Bu. Tỷ lại, tỷ lại. Sơn lại luôn. Rồi, tăng chiến thắng. Rồi, hiệp này tăng chiến thắng. Yeah. Nhất. Rồi bây giờ là còn Sơn với Tẩy, hai người này solo với nhau để tìm người đứng vị trí thứ hai. Ok. Chết. Chọn súng đi. Mẹ em chết rồi. Rồi Tẩy chọn súng đó đúng không? Tẩy. Rồi nạp đạn cho hai thằng chuẩn bị solo nè. À, chơi nó dễ càng. Rồi sau 7 hiệp đấu đúng không? Ừ. Tăng chiến thắng. Yeah. Tẩy 2, Sơn 2, Áo Bu 0. Như vậy là hai người solo nhau. Tẩy với Sơn solo với nhau để chọn ra người chiến thắng thứ hai. Cho hỏi cái này có được ấy xuống lấy xuống bắn không? Không. Không thì về. Chọn cái này, để nó im đi, để im đi. Cái này với cái này nha. Với một cái kiếm ở chính giữa thôi nha. Không được lấy mấy cây bên này nha. Không được lấy súng không nghe. Hai cây súng với một cây kiếm. Đây, đứng đây, vị trí này. Đắc thi. Cái nào lấy con bự hết luôn. Rồi nha, chuẩn bị nè. Tăng với Bu ngoài cổ vũ nha. Cố lên, cố lên. Trận đấu bắt đầu. Sơn lại. Quá nhanh. Quá xuất sắc. Chơi cây tao là ngon. Một trận thôi. Sao nhanh vậy, vừa vô cái chúng ngay ngực rồi. Chúng đâu có nói là công nhân. Hai trận đi. Không, một trận thôi. Rồi, trận đấu kết thúc. Tỷ chiến thắng. Thấy chưa? Ấy cây đạn tao ngon rồi. Ok, như vậy là sau 7 lượt thi đấu cộng với một lượt solo thì chúng ta đã xác định được người chiến thắng của hiệp đấu lần này. Ô, của trận đấu lần này luôn. Tăng hạng nhất. Yeah. Tỷ hạng nhì. Ok. Thôi hạng ba với hạng bét bỏ đi. Tại vì hạng này không cái có giải thưởng. Mọi người. Ok rồi, vậy là clip mình tới đây hết nha. Bye bye các bạn. Bye. Rồi các bạn nhớ like, đăng ký ủng hộ kênh tụi mình nha các bạn.